đen à? Rồi hôm nay đắt hơn đấy bà ơi. Đắt hơn có cái gì? Xem nào có cái gì đấy. Đấy, cháu cũng chưa biết luôn. Bà đổi ra xem có những cái gì khác nào. Mình đếm xương xương chỗ này là 20 gói đồ ăn vặt này. Sao xét đắt hơn lại ít đồ ăn vặt hơn ta? Có cái này mới. Để ăn thêm ngon không? Cái set 220 cành này không có mì tôm chỉ em. Thay vào đó là một gói mít các loại hạt sấy khô này. Nguyên cái gói này là chất lượng hơn rồi đấy nha. Bà ăn thử trước đi bà. Nhỏ với khô à? Ngọt. Ăn ngon. Đó đó, cái này là bà mình mê rồi nha. Gói này mới này. Mới lắm. À, cái gói này là gói lạp xưởng ấy. Hôm trước là cái loại nhỏ hơn, ở trong gói nó chỉ có 5 cái thôi. Trong cái set này được gói to hơn này. Ở trong nó có tận 10 cái lận. Cái vị này là vị gì mà mình nhìn bao bì như vỏ quả vải ấy. Mà có cả hai gói hai vị luôn nha. Cái vị màu nâu này là vị quế hồi ấy. Cái mùi này như thế này xem nào. Cái này dài lắm mẹ. Rõ ràng cái này hôm trước bà mình ăn kiên ngon nhá. Mà hôm nay chưa ăn bà đã bảo dai rồi bà ảo thật đấy. Ăn nó vẫn ngọt ngọt, mặn mặn, thơm, ngon mà ta. Rồi còn mấy cái gói còn lại vẫn giống cái set 190 cành nha. Có 5 gói tăm cay này, một gói bim khá là to này, hai gói da trâu hai vị và một dâu bạch tuộc. À đây còn một gói tăm cay nữa này. Có ba cái gói ba vị thịt nướng luôn nha. Và vẫn có một gói hạt dẻ này, bốn gói xúc xích. Vậy là hết rồi đó. Bà nội ơi, hôm nay mình ăn đồ ăn vặt siêu to khổng lồ nha. Đủ to thế. Một gói đồ ăn vặt nội địa trung siêu to khổng lồ luôn. Nhiều thế. Đấy, bà mình đổ ra bảo nhiều thế. Mình đếm xương xương chỗ này cũng phải 22 gói đấy. Alo. Thấy bà làm cái trò này mình cũng làm theo bà luôn. Alo, 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 alo. Gói đầu tiên là cái gói gì đây, nhìn cứ tưởng thịt nướng cơ. Bóc ra bên trong nó có 5 cá như thế này. Alo, thế nào? Lạp xưởng bà, ngon 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 ngon. Mày nói cái gì chẳng ngon. Ăn cái này nó ngọt ngọt mặn mặn các bạn ạ. Mà cũng không biết phải lạp xưởng không, ăn nó giống giống. Ngon. Ok. Gói cái gói này mình gọi là thịt nướng này. Nhìn thì có vẻ thịt nướng nhưng mà lại chẳng giống thịt nướng tí nào. Ăn nó mềm mềm cay cay này. Mình thấy nó hơi hăng hăng nữa. Đưa cho bà mình ngửi thì bà mình bảo là mùi húng lưu. Thôi bỏ qua nha. Trong này có cả bốn cái xúc xích này. Có vị ngô và vị ớt cay. Vị ngô thì ăn nó ngọt ngọt thơm mùi ngô. Cắn một miếng còn có cả hạt ngô bên trong nữa. Cơ mà cái này chỉ hợp với khẩu vị của bà mình thôi. Bà mình khen vị này ngon này, nhưng mà mình thì không thích nha. Đây bây giờ mình ăn thử cái vị cay xem nó có ngon hơn không. Được nha mọi người. Bảo vị cay nhưng mà cũng không cay lắm đâu. Mình bảo bà mình ăn thử thì bà mình nhất quyết không ăn. Rồi còn có cả dâu bạch tuộc luôn này. Bà mình bảo là lại còn có cả dâu bạch tuộc cơ. Nhìn nó cũng không giống dâu bạch tuộc cho lắm nhở. Ăn nó sật sật các bạn ạ. Tanh tanh mùi hải sản nữa. Đây còn cái gói bim bim cay này, to nhất trong cái đống ăn vặt này luôn. Ăn hơi cay nhưng mà ngon. Nó mặn mặn dần giòn ăn như bim bim ấy, nên là bà mình ăn được. Còn cái món ngon nhất là phải nói đến cái món này nha. Đây là cái hạt dẻ nha, người ta bóc sẵn rồi. Ăn mà bùi bùi bở lắm luôn. Mà được cái ăn hạt dẻ này không phải bóc, quá tiện luôn. Trời ơi nó nhiều quá trời luôn, ăn mãi không hết. Cái gói đồ ăn vặt khổng lồ này đem đi tặng người yêu thì hết lớp chấm đấy. Hay là sinh nhật thì các bạn không biết mua gì thì mua cái này tặng bạn thân này, mình thấy hợp lý lắm. Ăn é cháy không hết luôn. Tóm lại là còn nhiều lắm nhưng mà bà mình mới bỏ cuộc rồi nha. Bye bye mọi người.